Đóng cái chàm nhỏ quá không nhá ơi. Cái nhánh chàm này mày đưa cái dao cho mình, cái dao bự mình chặt cái nhánh kinh về luôn á. Đây này. Thì nãy giờ tụi mình đi kiếm có phát hiện được tổ ong dưới đây nè cả nhà. Đầu ngày mình để bên kia kìa. Ở tại trong đây rồi sớm lúc mà mình trước khi mình vô cái vườn này á, mình có phát hiện cái bó lá dừa của ai mà người ta làm ta đốt rồi nè. Cái này chắc đốt ong nè, mà không có quấn lá xanh bị dừa chắc luôn nè. Kìa, em mình nó ra lượm áo cho mình nha. Đây là, đây là. Đó đó mọi người thấy tổ ong chưa? Để mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái tổ ong nè. Đó, mọi người thấy cái đầu mặt ở trên không? Mình nghĩ là tổ này hy vọng là con mặt nó sẽ to nha. Quá trời luôn kìa trời. Đóng cái chàm nhỏ quá không nhá ơi. Cái nhánh chàm này mày đưa cái dao cho mình, cái dao bự mình chặt cái nhánh này kinh về luôn á. Đây nè, cây chàm nè. Cái nhánh nhỏ mà được gặp con bự nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm lá tươi nha. Ở đây có lá dừa của ai nè. Nãy mình làm ở đâu vườn nè. Nè, lấy lá đi chén ấy nè. Thôi mình bây giờ mình sẽ đi đi hái lá chàm á cả nhà. Thì trời có tổ ong nè. Mình sẽ lấy lá chàm giống như nè. Tại lá chàm nó rất là cay mắt luôn. Đốt lên cái là nó cay lắm. Bởi vì ong nó tránh xa hơn mình. Mình đang leo lên cây chàm nè mọi người. Đứng đó đợi. Đây nè, hai mấy cái lá chàm này nè. Dạ, nhắm xúc té này. Tối này cây chàm nó khó bắt quá cả nhà. Gió cái thổi cho mình không à. Để mình tìm cách mình leo lên mới được. Không dò luôn.
Thôi, để cây mập quá cả nhà. Muốn trái vườn luôn trời. Để mình cho cả nhà xem bầu mập này. Đó, quá trời cái bầu mập luôn cả nhà ơi. Ở đây có sâu quá trời luôn. Để mình gặp nó nha. Ơi, mình sẽ bắt sâu cho tối nay nha cả nhà. Ôi, sâu quá trời sâu luôn. Nhánh này nhỏ quá. Vừa bắt xuống rồi cả nhà. Nó mệt dữ vậy trời. Cái nhỏ mở mở ra cho mọi người xem nha. Ba cái muốn hàng tiếng nữa trời. Rồi xem cục mọt này. Đó, banh ra luôn, banh ra. Đó, thấy cục mọt đã không cả nhà. Tôi ống bay ra. Quá trời đã luôn nha. Thì cả nhà có cần mật ong nguyên chất liên hệ đến mình nha. Số điện thoại của mình là 0782844218 nha. Thì nói chung là mình giao toàn quốc luôn á. Mọi người chỉ cần cho cái địa chỉ cho mình với gọi cho mình đặt đi, rồi mọi người cho mình địa chỉ là mình sẽ giao tới tận nhà luôn nha. Thì một tí nữa cái cục này chắc mình sẽ đem về mình dắt cho cả nhà xem nha.